Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox World Hop Frenzy. Cái World Hop thì hiện tại là mọi người chơi Roblox là mọi người nghe cũng khá là nhiều về cái cụm từ là World Hop. Nó là một cái glitch chứ mọi người. Đấy, một cái glitch mà nói chung là mình cũng biết cũng lâu rồi đó. Mà dành là cũng dành cả tuần nay để mà cập, nhưng mà thực sự ra là cập không nổi, nó rất là khó. Khó cực kỳ luôn. Đấy, đây mọi người thấy không, thanh niên này nhảy rồi đó. World glitch là mình cũng không hiểu tại sao nó lại có được cái nó lại tìm ra được cái phần này của cái thằng Roblox hay nha. Đó, có nghĩa là hai cái bức tường mảng màu như thế này thì mình sẽ dựa theo cái phần mép của nó để mà mình nhảy lên. Đấy. Rồi. Thì nói chung á, để mà nhảy được cái World Hop này á thì đầu tiên á là mình phải bật cái chế độ ship lock lên. Đấy, ship lock phải bật lên nha, bật cái ship lock lên. Và cái thứ hai là mọi người phải có hai cách nha. Hiện tại là mọi người bật cái ship lock lên nè. Đấy, để mà nhảy lên được trên này thì có hai cách, nói chung là nhiều cách lắm, nhưng mà Kia biết được hai cách thôi. Đấy, để mà nhảy lên á là mọi người phải xoay. À, đè đó, thấy không? Mọi người thấy không? Lên. đè nút W và đè nút space, lắc lắc vậy nè. Đó. Cứ lắc lắc. Lắc lắc, nhiều khi nó thích thì nó lên, còn nó không thích thì nó không lên. Đấy, dạng vậy. Đó, mọi người coi lắc nè, lắc lắc như một thằng điên nè, lắc bạc. À, thích thì nó lên, còn không thích thì nó không lên. Mọi người thấy không? Nhưng mà rất là về cái khoảng này thì mình thấy khá là nhức đầu. Đó, lắc. À, lắc. Lắc là phải lắc nhanh nha, không được lắc chậm. Lắc chậm thì nó sẽ không lên. Đây. Hây. Lại nè. Hây, hây. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, lắc là phải dứt. Đấy. Đấy, lại nè. Dứt. Đó. Hoặc là giật ít hơn. Ui, giật ít hơn cũng không được nữa. Phải giật như nè, đó. Giật. Ông nội cô giật còn không lên. Và đó là cách thứ nhất nha, đó là mình sẽ sử dụng chuột và ship lock. Cách thứ hai cũng ship lock luôn, nhưng nó sẽ liên quan tới hai cái nút, đó là nút lớn và nút nhỏ trên bàn phím mọi người, là giữa nút M và giữa nút ship bên phải. Nó sẽ có ba cái nút, nhưng mà mình chỉ đụng hai cái nút bên phải của M thôi. Đó là nút dấu phẩy và nút dấu chấm. Thì mình sẽ đây, nút giảm nút tăng khi mà mình kích thì nó sẽ như thế này nè. Đó, mọi người thấy không? Đấy, rồi, ok. Thì bây giờ mình cứ vẫn đè này. Đấy, trời. Easy hơn không? Easy hơn nhiều. Nhưng mà ở đây thì có người lên cái sky thứ 55. Thì mình thật sự là mình cũng không biết mình có lên được sky thứ 55 hay không nữa. Đấy, ví dụ như bây giờ này. Đó, trời. Thế là tôi đã hoàn thành được một cái hoàn thành được rồi mọi người. Chưa gì lên được sky thứ 4 rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi lên trên này. Oh, wow. Lên trên này thì thật sự nó không dễ chút nào. Ví dụ như bây giờ mình sẽ lên thử chỗ này nha. Tại vì đó giờ mình không cập nhảy bằng chuột đâu. Mà mình cập nhảy bằng cái nút tăng giảm đây nè. Đó. Đấy, thấy không? Đấy, trời. Lên như một vị thần ấy. lên như một vị thần. Oh my god. Ủa, thanh niên này bỏ ra 25 rồi bất để lên hả? Vãi đài. Oh my god. Mọi người nè, khi mà mọi người muốn lên á là mọi người có thể bỏ ra 25 rồi bất để lên à, 50 à. Có nghĩa là từ đây lên đây là 25, mà từ đây lên đây là 50 à, mà thanh niên này chơi bỏ là lên được rồi. Vãi đạn, trong khi cười nhảy như một thằng điên. Ê cần. Đấy, ok. Sao cả? Ui, ok, qua được rồi. Ui trời ơi. Đấy, tôi đã hoàn thành được rồi. Stay thứ 6 rồi. Ngon lành canh đao liên. Giờ kêu xem clip sẽ rõ, xem clip anh sẽ rõ à. Ok, thì mình nói chung là mình cũng sẽ cố gắng khi mà mình đăng cái clip này lên là mình cũng sẽ nói rõ cho mọi người biết là cách thực hiện cái này như thế nào. Thật sự bây giờ diễn tả rất khó. Đấy. Ok, thôi. Tôi qua rồi. Ồ, cái này là bây giờ nhảy sao cả. À, sai. Ôi, mọi người thấy chưa? Không dễ chút nào, thật sự. Tôi tập cũng chằng khi lắm tôi mới nhảy được ấy chứ. Ok. Ôi giời ơi, qua được rồi, sky thứ 9 rồi. Nhớ, cái này nói chung là tùy người, có người sẽ nhảy, có người sẽ nói là à, nhảy bằng chuột, nó sẽ dễ hơn.
có người nói là nhảy bằng cái phím nó cũng dễ hơn. Nói chung là có rất là nhiều cách, có thể nhảy bằng góc nhìn thứ nhất nữa nè. Đấy, nhảy bằng góc nhìn thứ nhất thì thật sự nếu như mà nhảy bằng góc nhìn thứ nhất thì mình sẽ không dùng ship lock, tại vì cơ bản là khi mà vô góc nhìn thứ nhất á, là mình nhìn đâu là cái người mình cũng nó cũng đi theo đó rồi. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhảy bằng cái góc này, ví dụ như vậy. Ủa, à quên. Mọi người nhớ nha, khi mọi người nhảy không được, mọi người phải để ý là coi mình đã có đang bật ship lock lên hay không. Đấy. Đấy, phải bật ship lock lên, khó thế chứ. Úi giời, qua được rồi. Úi giời. Yeah. Khi mà biết được cái mẹo, cái cách của nó thì mọi người sẽ lên nó sẽ đơn giản hơn một chút. Đấy, như thế này, lên. Đó. Hoặc là như thế này, lên. Lên được rồi. Sky thứ mấy rồi ta? Sky thứ 11 rồi. Trời, còn rất là nhiều cái màu đỏ trong này. Khi mà mình đi hết cái màu đỏ này thì mình sẽ lên được bao nhiêu nha. Đấy. Hoặc là thanh niên nào lên không được thì cứ bỏ Robux ra mà qua thôi chứ biết sao vậy. mà phải nói là game này là càng về sau là càng hao. Để mà qua được cái cửa tiếp theo đâu phải dễ. Ấy, không, tôi lên được rồi. Nếu như mà mọi người cứ thử tìm thêm cách nha. Tại vì Kia chỉ biết hai cách này thôi. Không, nói chung thật ra là Kia biết hết cũng nhiều cách lắm. Nhưng mà thấy hai cách này thì nó đơn giản hơn. Nó đỡ phải nhức đầu hơn. Chứ mọi người thử nghĩ mà di chuyển thử bằng cách khác à. Coi. Sạc như thế này nè. Ấy, nhức đầu đúng không? Quá nhức đầu. Tha là mình dậy đi, thấy không? Nó đỡ nhức đầu, nó chuyển cảnh nó ít hơn, đỡ nhức đầu. Còn mà chuyển cảnh như Kia, còn mà chuyển cảnh như là con chuột á thì thôi chứ. Chơi nổi, đánh đấm gì nổi. Úi giời, úi giời ơi. Hồi đầu cô chơi cô còn không biết nữa mà cô còn vậy nè. Đó. Thà giữ spay nó dễ hơn là ví dụ như bấm này xong bấm spay, bấm này đó thấy không? Bấm spay cùng lúc như nè. Đó. Cũng được nha, phải không mọi người thấy không? Cũng được nhưng mà nó sẽ hơi mệt. Hơi mệt. Đấy. Nên thôi, nó cho mình giữ một cái nút spay thì mình cứ giữ cái nút spay cho nó tiện chứ. Mắc công gì. Đấy, thôi. Ơ, mém rồi đó xuống dưới rồi. Ồ, cái này căng nha. Ao. Cái này căng nha. Sao căng? Ok. Trời ơi, mém nữa là lên được rồi. Cố lên. Yeah. Khó chứ không phải dễ đâu. Tập cũng phải một thời gian dài cũng mới lên được. Có rất có nhiều người lên được cái Sky thứ 20 mấy, Sky thứ 50 mấy luôn là người thật sự mấy người đó là quá khủng khiếp. Quá khủng luôn mới thật sự mới lên được. Quen rồi chơi mà mới nói là nhuyễn như ăn cháo luôn ấy. Đó, thật sự. Giờ mới 58, người ta 58 mà tôi mới có mười mấy thôi chứ đánh đấm gì cầm này. Ôi, ok qua được rồi. Trời ơi, quá được rồi, hay quá. Còn cái cuối cùng đó. Hey, yeah. Lên được rồi. Wow. Hai, mọi người. Phải hai cái. À, khi mà mình đi hết cái này là hình như là mình được khoảng Sky thứ 18 đúng không? 16. À, 16 à. Chứ không được Sky thứ 18 nữa. Nhìn là biết cách nào thanh niên là chơi ship lock liền. Tại vì ship lock là đi ngang đi dọc gì nó cũng có một kiểu không à. Hey. Hey, ấy, vừa qua được rồi nè. Hey, trời ơi là trời, rớt cái bịch luôn rồi thiệt tình chứ. Lại. Rồi, quay ngang qua. Hey, có nghĩa là cái chân của mình nó mới vừa đụng vô cái vạch màu trắng. Thì mình nên bấm liền. Thấy quýu liền thấy không? Ok, đó là mọi người thấy không? Có nghĩa là mình vừa đụng vô cái vạch màu trắng thì bấm. Bấm nút, có nghĩa là vừa vô đụng vô bà là bấm. Đụng vô là bấm là mình sẽ qua được. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ đi qua cái tiếp theo. Cái này là lên cái đây là mình được tay thứ 16 rồi. Ok, cũng được. Úi trời ơi, tôi qua được rồi. Ôi mẹ ơi, cái gì đây? Mình nghĩ là mình đi bên này đi. Ui, đó, có nghĩa. Ok. Rối não nha. Rối rắm hết cả lên. Trời ơi là trời, khó thế. Tự nhiên cái này nó chơi nó có thêm cái cục ở đằng trước này nữa nè. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Nó có cái cục ở đằng trước này. Tôi quế quá, tôi không nhảy cái này nữa. Tôi chuyển qua bên này, tôi nhảy trước. Cái nào có dễ thì tôi nhảy. Còn nào khó quá, thôi bỏ qua đi.
Đó. Gì chứ? Mấy cái ngang ngang này nè, đó thì mình nghĩ là mình nên để như thế này thì mình sẽ nhảy dễ. Còn mà về cái trường hợp mà như hồi nãy thì Kia nghĩ là tùy tùy cách mà mình áp dụng, tức là có để mà giống như mình bấm space liên tục á thì mình dễ canh hơn là mình đè cái space liên tục. Thì đó không? Đó, chỗ này cũng không phải dễ đâu, chỗ này cũng không phải dễ đâu. Để mà qua được cái này cũng khó nè, qua được cái này không phải dễ. Đó. Trời ơi hay quá thanh niên này, qua cái một luôn. Hay quá thanh niên, hay quá. Thật sự. Hay quá rớt luôn rồi. Hay quá, tôi cũng rớt luôn. Vãi nơi. Giống như có phước cùng hưởng, có họa cự chịu hay sao ấy. Ok. Hơi, 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 quá được rồi, hay quá. Hơi, hơi. Yeah. 18. Ôi, khó nha. Căng thẳng vai nồi luôn ấy, không đùa được đâu. Ok, bây giờ mình sẽ chạy qua thử cái này, cái nào dễ dễ thì mình sẽ làm, còn mấy cái nào khó quá thì thôi chứ đợi bạn nào rồi, bạn nào bạn đó hướng dẫn mình sau. Hơi, rồi rớt luôn rồi. Hơi, 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 trời ơi. Hơi, 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 trời ơi. Tôi qua được rồi. Và được 19 sketch rồi hả? Đáng lẽ cho nó đủ chẳng 20 sketch luôn chứ đúng không? Ừ, cho nó đủ 20 sketch luôn đi. Ấy, qua cái này nữa cho đủ 20 luôn nè. Ấy, rồi. Ok, ok. Nếu như mà bây giờ khi mà mọi người quen rồi đó là mọi người sẽ rất là dễ, rất là dễ thao tác. Nhưng mà để mà thao tác trái phải thì thôi chứ. Cái này còn phải luyện tập dài dài. Còn phải luyện tập dài dài. Đấy. À, ví dụ như này thấy không? À, lên thấy không? Khi mà mọi người lên 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 đó, là nó sẽ rất là dễ thấy không? Lên cái một. Đấy. Rồi. Nói chung á là bạn nào còn cách nào mà nó đơn giản hơn á, hoặc là có cách nào mà luyện tập nó trên nhanh nhanh ấy, thì comment ở phía dưới để cho mọi người cùng phát huy được cái tài năng, cái tìm lộn cái kỹ năng này nhá. Kỹ năng này thật sự rất hay luôn ấy. Đó. Rồi thì ok, thì mình sẽ dùng video này cái đi thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bao like cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye mọi người.